Quỹ Học bổng Huệ Hiếu Học vừa tổ chức lễ kỷ niệm 18 năm hoạt động, cùng đồng hành với các mạnh thường quân, đã trao được 7.172 suất học bổng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Sau 18 năm, nay đã có nhiều em ra trường và đi làm, có nhiều đóng góp cho xã hội và còn góp phân phát triển Quỹ Giáo dục Huệ Hiếu Học ngày càng lớn mạnh. Tại lễ kỷ niệm 18 năm hoạt động, Quỹ Học bổng Huệ Hiếu Học đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ các nhà hảo tâm với số tiền hơn 15.410 tỷ đồng với một mục tiêu chung cùng đóng góp để tạo cơ hội tiệm bước đến trường giúp các em sinh viên học sinh vươn lên trong học tập mỗi em học sinh sinh viên được học bổng từ quỹ giáo dục hủy Hiểu học là một câu chuyện về nghị lực vượt khó theo đuổi ước mơ học tập vươn tới tương lai tươi sáng hơn Điểm mới của chương trình năm nay có thêm phần trao tặng học bổng toa khóa cho các sinh viên có thành tích xuất sắc với giá trị là 10 triệu đồng mỗi năm cho đến khi tốt nghiệp. Hiện nay đã có 35 em sinh viên nhận được học bổng này.